Vâng thưa quý vị, khi mà nhìn những hình ảnh này chúng tôi lại nhớ lại ở phía trục đường Giải phóng trước cổng trường cấp 3 Việt Nam Ba Lan, cũng là ngôi trường cấp 3 tôi theo học. Trước đây thì cũng đã có rất nhiều những cái vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi mà chưa xây dựng cái cây cầu vượt bộ hành và hy vọng là bên phía Ủy ban tỉnh cũng sẽ cần có những phương án cân nhắc về việc xây dựng những cái cây cầu vượt bộ hành ở gần những cái khu công nghiệp hoặc các cái trường học để đảm bảo sự an toàn cho học sinh. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hoạt động buôn bán ở chợ tự phát trên nhiều trục đường giao thông tại các ngã ba ngã tư ở một số địa phương của Hà Tĩnh đang tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, ghi nhận của người dân địa phương gửi về ban biên tập của kênh VTC9. Trên nhiều tuyến đường giao thông nông thôn hay tại các ngã ba, ngã tư ở vùng nông thôn một số địa phương ở Hà Tĩnh, khung cảnh họp chợ hết sức tấp nập người dân ngang nhiên, lớn chiếm, dựng xe máy, xe đạp la liệt, gây cản trở giao thông. Chợ họp cả ngày, nhưng đông nhất là vào thời điểm từ 6 đến 7 giờ sáng và từ 14 giờ đến 15 giờ chiều. Mặc dù đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, tình trạng người dân họp chợ tự phát vẫn tái diễn. Khi lực lượng chức năng vắng mặt, họ lại tiếp tục lấn đường để buôn bán. Một thực tế ở nhiều địa phương, chợ nông thôn được xây dựng quy hoạch hoành tráng được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng người dân lại không mặn mà kinh doanh buôn bán ở các trung tâm chợ xã phường mà lại có thói quen buôn bán kinh doanh tại các ngã ba ngã tư nơi tập trung đông dân cư